Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2021 âm lịch. Vũ sẽ đi vô sân vận động nha các bạn. Vô coi cây nai ở trong sân vận động có tổ chức hội xuân. Vũ vô coi cây hội xuân xuống chưa nha các bạn. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu nha các bạn. Đây là ngay chỗ nhà làng, nhà làng cũ nha các bạn. Giờ là ủy ban thị trấn Bình Đại nha các bạn. Thì đối diện qua là bến xe cũ của Bình Đại hồi trước nha các bạn. Rồi các bạn quẹo tay phải là vô chùa Long Hải nha các bạn. Đây đường này là đường vô chùa Long Hải nè các bạn. Ngay đây là ngay quán phở Hùng Cường nha các bạn. Đây là chỗ bán dừa, bán bưởi. Ở đây là hai chỗ trà sữa nha các bạn. Chỗ này hồi trước là vua bánh tráng nè. Rồi đối diện qua bên đây là có chỗ bán bông chân tết nè các bạn. Bông vạn thọ nè. Rồi kế bên đây là có chỗ bán quần áo. Đây có chỗ này là bán dừa sim nè các bạn. Quá chừng dừa luôn, một đống luôn. Ở bên đây là camera Quang Trình nè các bạn. Rồi bánh kem Hoàng Kim. Ở đây có shop quần áo nè các bạn. Đây là ngay trường học cấp 3 Lê Hoàng Chiếu nha các bạn. Ở đây có chỗ này là bán trứng gà nướng nè các bạn. Đây có chỗ bán bưởi, bán dừa để chưng nè các bạn. Rồi đối diện qua đây là trường học Lê Hoàng Chiếu nè các bạn. Ngay tới cửa trường học có điểm này bán bông nữa nè các bạn. Kem. Đây là bông giấy nha các bạn. Đây là cái ngã ba đường lên ấp Bình Hòa của thị trấn Bình Đại nha các bạn.
đây là ngay chỗ quán cháo vịt chị Thủy ở sân vận động nha các bạn. Đây, quán cháo vịt chị Thủy nè. Đây là ở trước của sân vận động huyện Bình Đại nha các bạn. Đối diện sân vận động Bình Đại qua đây là trường mầm non Hướng Dương nè các bạn. Rồi kế bên đây là có quán nước mía. Ở bên đây là có quán cà phê nha các bạn. Quán cà phê này dịch thì nghỉ bán rồi nha các bạn. Đây là trung tâm thể thao đa năng Hùng Phát nè các bạn. Ở trong này thì có bóng chuyền, bóng đá, sân cỏ nhân tạo nha các bạn. Ở đây có chỗ bán gà rán nha các bạn. Rồi giờ Vũ đi và vô sân vận động các bạn. Đây là cái lối đi ở trước cửa sân vận động các bạn. Sáng Vũ với mấy anh em thường đi vô đây tập thể dục. Ở đây có chỗ bán dép 25 K, 35K đôi nha các bạn. Ở đây cũng có chỗ bán bông nữa nha các bạn. Đây là trung tâm thể dục thể thao nha các bạn, là sân vận động huyện Bình Đại nha các bạn, là nơi tổ chức hội xuân Tết đó nha các bạn. Đi vòng lại đây coi bà con bán bông chưng Tết nè các bạn. Đây là bông mồng gà nè các bạn. Bên đây là bông vạn thọ. Bên đây là bông giấy nha các bạn. Gặp bông giấy này đẹp nha các bạn. Đây là bông cúc. Đây là bông vạn thọ nha các bạn. Màu vàng với màu cam. Và đây bông cúc. Bông cúc chậu lớn nè các bạn. Quá bự luôn. Cúc màu vàng. Chậu lớn. Mai chiếu thủy với mai vàng nha các bạn. Đây là bông vạn thọ với bông giấy. Và đây mấy cái bông này quá bự luôn nè các bạn.
Ủa, anh chị mua bông hả? Dạ. Đây là chỗ bán quần áo nè các bạn. Đây là áo thun, đây là áo tay cục với áo tay dài. Rồi hết rồi, vũ tả lại nha các bạn. Ở đằng này có nhiêu đây thôi. Ở đây là ngay đầu đường vô cái đường cặp mấy ông sân vận động vô quán Gia Khang nha các bạn. Còn đường này là các bạn vô ủy ban xã Đạo Hòa Lộc, vô Thạnh Trị nha các bạn. Ở đây là câu lạc bộ sinh vật cảnh ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại. Ở bên đây là trung tâm văn hóa huyện Bình Đại nha các bạn. Bây giờ Vũ đi vô chỗ sân vận động thôi. Hội xuân rồi mới có chuẩn bị rồi các bạn ơi. Thì đây là có quán cà phê nha các bạn. Rồi, mấy bên đây có cái sân rất là rộng nha các bạn. Giờ ta mới chuẩn bị rồi nha các bạn. Mấy bên tay trái Vũ là bên hồ bơi nha các bạn. Đây là mấy cái gian hàng chơi của hội chợ. Còn mé trong đó là sân khấu tổng hợp, sân khấu ca nhạc tổng hợp Nguyễn Sang, Nguyễn Thái Sang nha các bạn. Đây là xe để cho em bé chơi nè các bạn. Còn ở đây không biết nha, cái rạp này cất lên trò chơi gì thì chưa thấy nha các bạn. Đây chỗ này chắc giống chơi bọ. Chỗ này là chỗ chơi bọ nè các bạn. Thấy cái có cái thùng ở trên đó sẵn rồi đó. Còn chỗ này là cái chỗ chọi lon nè các bạn. Chuẩn bị mấy cái lon sẵn rồi đó. Năm nay thấy ít gian hàng lắm các bạn ơi. Chỗ này là chỗ chọi banh. Giờ đang chuẩn bị. Bên đây là trò chơi phóng phi tiêu nè các bạn. Anh cho em hỏi chừng nào khai trương vậy anh? 28 khai trương hả? Tới mùng mấy anh? Tới mùng 5. Dạ tới mùng 5 Tết ha. À, đoàn của mấy anh em là ở đâu xuống? Ở
Ba Ti. Dạ Ba Ti qua ha. Dạ em cảm ơn anh nha. Mấy anh em đang ráp đèn. Còn bên đây là gian hàng này chưa ráp lên nha các bạn. Chỗ này cũng chưa ráp lên luôn. Này mấy anh em đang ráp thử âm thanh. Chào anh. Đang lắp ráp ha. Dạ. Này mấy cặp loa rất là lớn các bạn. Đó. Mấy anh em đang ráp máy vô. Đây là sân khấu ca nhạc tổng hợp Nguyễn Thái Sang nha các bạn. Rồi mấy này không có gì hết. Ở đây thì có mấy gian hàng. Bên đây nè các bạn. Đây không biết trò chơi gì chưa giờ làm lên. Mới ráp ra rạp lên nè các bạn. Mới chuẩn bị thôi các bạn ơi. Đây là cái chỗ chơi phóng phi tiêu nè các bạn. Rồi chỉ có nhiêu đó là hết rồi các bạn ơi. Đó. Quay một vòng nữa cho các bạn xem nha. Xe điện em bé chơi nha các bạn. Giờ Vũ đi qua cái hồ bơi các bạn. Hồi nãy có Vũ thấy có mấy đứa bé tắm. Vũ qua đây cho các bạn xem nha. Đây là cái hồ bơi trong sân vận động nha các bạn. Đây có mấy cái ghế để ngồi để uống cà phê rất là dễ thương rồi các bạn. Hồ nước cực kỳ đẹp nha các bạn, trong xanh luôn. Đây có ba em bé đang tắm.
cái có cái nhà sàn nè các bạn. Nó có nhà sàn ở dưới cái hồ rất là đẹp các bạn. Ở đây rất là mát nha. Thôi Vũ tả vô về các bạn ơi, tối rồi. Thì mé bên hồ B đây là có cái quán cà phê nè các bạn. Đây là cái hồ mấy em bé nhỏ nha các bạn. Còn mé bên đây là bé lớn. Vũ tả ra Vũ về các bạn ơi. Ở bên đó mở đèn lên sáng trưng các bạn. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.